Xin chào mọi người, hôm nay mình giới thiệu một lô đất nhà vườn nằm rất gần thị trấn Đắk Song, chỉ cách khoảng 5 cây số thôi. Lô đất này của mình thì có tổng diện tích là 1,4 ha, sổ sách pháp lý đầy đủ. Trên đất của mình thì có sầu riêng, có 200 cây nhãn. Ngoài ra thì mình có thêm cà phê và tiêu trồng trên đất nữa. Cà phê của mình thì là trồng kín vườn, còn tiêu của mình thì hiện tại là chỉ còn 300 trụ thôi. Trên đất thì hiện tại là đang có hai ngôi nhà xây. Hai ngôi nhà xây này tương đối rộng nha mọi người. Ở bên trong thì có lát gạch hoa nên nhìn rất là sạch sẽ. Một ngôi nhà phía bên trên và một ngôi nhà phía bên dưới. Ngôi nhà phía bên dưới này của mình thì có 3 phòng ngủ, nhà tắm, nhà bếp, nhà vệ sinh thì là riêng biệt. Đây là cái vị trí lô đất của mình khi nhìn từ trên cao. Cách cái đường lớn, đường bê tông vào đất thì nó khoảng là 200 m. Cái đường vào đất của mình thì là cũng có một cái đường bê tông nhỏ nha mọi người. Còn đi ra đến đường nhựa thì nó rơi vào khoảng 500 m. Đi về đến trung tâm thị trấn Đức An ấy, đi về đến trung tâm huyện ấy thì nó rơi vào khoảng 5 cây số nha mọi người. Ao nước thì rất là rộng. Cái ao nước này của mình thì là chảy quanh năm không bao giờ hết nước nha mọi người. Cái lô đất này của mình thì mình thấy rất là nhiều cái ưu điểm nhá. Tại vì là so với cái ao nước này thì cái nguồn nước chảy vào của mình ấy là nó có một cái khe nước nên là nước nôi là chảy quanh năm không bao giờ cạn, thoải mái để cho mình sử dụng cho việc tưới tiêu. Cái số lượng sầu riêng ở trong vườn của mình là có 60 cây sầu riêng lớn. Sầu riêng này của mình thì là sầu riêng đã có thu rồi. Cà phê ở trên vườn ấy thì là được trồng xen vào với sầu riêng và nhãn. Số lượng nhãn của mình là được 190 cây, tất cả thì là đều trong lứa tuổi thu hoạch rồi. Ngoài ra thì mình cũng có thêm 60 cây dổi nữa. Cây dổi đấy thì chủ nhà bảo đến sang năm thì sẽ được vào thu chính. Tổng diện tích của mình là 1,4 hecta nha mọi người, sổ sách pháp lý đầy đủ. Vị trí của lô đất của mình là nằm tại xã Nam Bình, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Thời tiết ở đây thì mát mẻ quanh năm, Đắk Nông thì được ví như là Đà Lạt thứ hai. Ở trong những cái huyện ở tỉnh Đắk Nông này thì mình thấy là huyện Đắk Song là mát nhất nha mọi người. Cái khí hậu ở đây ấy, thì nó chỉ chênh lệch so với Đà Lạt từ 2 đến 3 độ C thôi. Lô đất này của mình thì kín gió. Đắk Song thì nổi tiếng là gió nhiều nhưng lô đất này của mình là kín gió. Mọi người để ý tán sầu riêng với tán cà phê thì rất là đều. Nhãn ở trong vườn thì rất là sai quả nha mọi người. Cái số lượng nhãn ở trong vườn này của mình là được 190 cây. Số lượng sầu riêng của mình là được 60 cây. Và có thêm 70 cây dổi nữa. Tất cả những cái cây trồng ở trong vườn của mình ấy, thì đều được ở trong lứa tuổi thu hoạch rồi. Không có cây nào. Có một ít cây cà phê nha mọi người. Có một ít cà phê là hiện tại là chủ nhà mới trồng thêm ở cái phần đất ở phía bên trên chỗ. Tổng diện tích của mình là 1,4 hecta nha mọi người. Lô đất này thì mình thấy phù hợp với những ai mà ở dưới Sài Gòn đi lên trên này nghỉ dưỡng, muốn mua một mảnh vườn nho nhỏ để nghỉ ngơi, trồng cây ăn trái thì mình thấy lô này rất là phù hợp. Thế đất của mình thì theo như mình đánh giá thì là tương đối bằng phẳng nha mọi người. Ở Đắk Nông thì như này thì được gọi là bằng rồi. Ở riêng cái phần diện tích lớn của mình ấy, thì nó bằng khoảng được từ 70 đến 80%. Còn phần còn lại là đất nó thoải nhẹ, nó không được bằng như phía bên dưới này thôi. Nhưng mà như thế thì cũng không được gọi là dốc nha mọi người. Cũng rất là bằng, đi lại rất là dễ dàng. Đây là cái con đường đi ở vòng quanh đất này của mình. Khi mà mình di chuyển vào đây thì mọi người có thể đi ô tô và đến đi vào đến sân mà mình muốn di chuyển vào trong đến sát vườn này cũng được nha mọi người. Giá thì mình sẽ để ở trong phần mô tả của video. Mọi người xem video thì cho mình xin một lượt like và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình. Toàn bộ chất đất ở đây thì đều là đất đỏ ba gian tơi xốp, không có một viên sỏi đá nào. Cái lô đất này thì theo như mình đánh giá thì cái nguồn thu là tương đối cao và ổn định nha mọi người. Tại vì cái giá bây giờ hiện tại là giá sầu riêng và giá cà phê rất là cao. Sầu riêng thì năm nay mọi người cũng thấy là cái đợt đầu mùa giá rất cao và cà phê hiện tại là bây giờ lên đến 70.000 một ký nhân rồi. Ngoài ra thì mình có cái ao nước rộng ở đằng trước, cái ao nước đấy thì mình có thể thả cá nên là có cảm giác cực kỳ thư thái. Nhà này của mình thì điện nước đầy đủ, có cái nước sinh hoạt của mình là giếng khoan, có hai ngôi nhà nha mọi người. Cái ngôi nhà bên trên thì hiện tại là mình chưa sử dụng, còn cái nhà bên dưới thì đang ở là có 3 phòng ngủ, một phòng khách, nhà bếp và nhà vệ sinh riêng biệt. Đường xá thì di chuyển cực kỳ thuận tiện nha mọi người, ô tô là có thể đi vào được đến tận nơi. Mình nhắc lại một chút cái khoảng cách cho mọi người nhé, là mình di chuyển khoảng 200 m thì mình sẽ đi ra được một đường bê tông lớn. Trên đường vào đất của mình thì chủ nhà cũng đổ một con đường bê tông nhỏ rồi.
Còn mình di chuyển khoảng 500m thì mình sẽ đi ra được đến một cái đường nhựa lớn. Từ con đường nhựa đấy thì mình có thể đi liên thông được sang xã Đắc Dung. Còn đi ra đến thị trấn Đức An, trung tâm hành chính của huyện Đắk Song ấy, thì nó rơi vào khoảng 5 cây số nha mọi người. Ở ngoài đấy thì cũng là quốc lộ 14, đường di chuyển Bắc Nam. Giá lô đất này thì mình sẽ để ở trong phần mô tả của video, mọi người có thể ấn vào đấy để xem trực tiếp giá. Vừa rồi thì mình đã cung cấp đầy đủ thông tin của lô đất cho mọi người rồi. Mọi người tiếp tục xem video của mình nhé. Cái phần sau thì mình sẽ quay rất là kỹ, tại vì lô này cây cối rất đều và đẹp nên hầu như là mình đi khắp cả vườn quay cho mọi người. Cái phần ngôi nhà thì mình sẽ để ở cuối nhé mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Nếu như mọi người còn thời gian thì có thể xem thêm một số video khác ở trong kênh của mình. Cảm ơn mọi người.